Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn về quy trình rửa tay thường quy đang áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City. Đầu tiên chúng ta sẽ phải làm rửa tay, sau đó lấy dung dịch sát khuẩn. Chúng ta chà hai lòng bàn tay vào nhau, mỗi bước này là 5 lần. Sau đó chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay kia và ngược lại. Bước thứ 3 chúng ta chà hai lòng bàn tay sang vào nhau. Bước thứ 4 chúng ta chà mu bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước thứ 5 chúng ta chà bàn tay cái của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước thứ 6 chúng ta chà các đầu ngón tay của lòng bàn tay này sang lòng bàn tay kia. Bước thứ 7 chúng ta chà cổ tay vào ngược lại. Sau khi rửa lại bàn tay, chúng ta thấm khô bằng giấy. Chúng ta tháo vỏ nước bằng giấy, chúng ta rửa khô. Tôi vừa giới thiệu với các bạn về quy trình rửa tay thường quy đang áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City. Mục đích của rửa tay giúp chúng ta ngăn ngừa vi khuẩn và thứ hai là tránh lây nhiễm các bệnh truyền nhiễm. Các bạn có thể áp dụng cái quy trình rửa tay này tại nhà cũng như cộng đồng. Thank you.